Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Nhà Nông. Thì hôm nay hôm trước thì mình cũng đã hứa với bạn là để mà làm cách mà xoay trứng, trứng nào nửa là trứng nào không có cùa đó các bạn. Thì không có cùa thì mình đi đêm đi, đi luộc ăn đi, chứ để ấp thì nó bị thúi trứng, uổng trứng. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xoay trứng. Đây đây là máy ấp trứng của mình. Hiện tại nó là 37 độ 6 là độ chuẩn các bạn. Từ 33 đến 36 độ là ok, độ ẩm 47%. Rồi, bây giờ mình sẽ mở. Ôi, nó đang nửa rồi các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Đó. Con này mới nửa này các bạn. Mới rớt luôn nè. Mới rớt này còn ướt các bạn. Đó. Mình sẽ nói cho các bạn xem. Đây, còn vỏ này các bạn. Thấy không? Mình lấy ra và mình sẽ bỏ cái trứng khác đi. Tại mình trứng ở trên đây mình ấp nhiều đấy. Bỏ trứng đi. Rồi, ok. Con nó tung ở dành lượng đó các bạn. Rồi. Ổn định, bây giờ mình sẽ lấy trứng và rọi cho các bạn xem nè. Rồi mình sẽ lấy trứng mới nha các bạn, trứng hầm mấy ngày thôi, trứng mấy ngày thôi, mấy ngày thì lấy trứng 20, đây mình coi xem nè, ba có không đây, 23 đây, mình sẽ lấy trứng hầm ngày 23 thì không có rồi. Mình sẽ lấy trứng 27, ngày 27 là tức là 3 xé, xé là mình sẽ ghi trứng ở đây hết nha các bạn. 27, 3 ngày là tính ra mùng 3 bực 5 ngày rồi các bạn, 5 ngày rồi, 5 ngày rồi. Đó các bạn thấy không, này, này kỹ cho các bạn thấy này, đó 5 ngày là có cùa này, đó các bạn thấy gân méo không, đó con này có cùa tốt chính xác. Rồi thấy gân méo đây là ok nè các bạn. Đó, không cần đèn pin kia rọi đâu, đèn pin này rọi cũng được, không sao hết. Rồi ok, trứng này tốt. Đây ngày đầu mình rọi, vừa mình loại bỏ những cái trứng nào mà không có cùa chứ nha các bạn, loại bỏ những trứng mà không có cùa. Đây mình cũng sẽ lấy trứng 5 ngày đây, nó tầm 6 ngày là nó có gân méo rồi các bạn, 5-6 ngày. Đây, mình đi rồi. Đây là ngày 27 đây. Đây nó cũng có gân méo rồi các bạn. Các bạn thấy mấy đường gân này không? Tại do mình quay đường ở đó. Đây nè các bạn. Nằm phía trên nó thấy không? Đó, đó gân méo này, đó. Đó các bạn, nhìn kỹ các bạn. Mà thấy gân méo rồi đó. Đó, là trứng này tốt rồi nè. Đây, đây là trứng vịt nha các bạn. Trứng vịt. Trứng vịt. Là mình sẽ cũng sẽ rọi đây. Ui chà, trứng này chắc không có cùa rồi, trứng này không có cùa rồi các bạn. Rồi mình sẽ chuyển, trứng không có cùa thì mình cũng sẽ lấy ra thôi. Đây, ô, đây trứng này có các bạn, đây gân này các bạn thấy không, các bạn nhìn coi kỹ nè, có gân đó thấy không. Rồi trứng này có cùa ngon lành luôn, tốt mịt. Để lại. Rồi mình sẽ ở trên trứng đây nữa, trứng đây không có cùa các bạn nè, bạn nhìn kỹ đây, nó không có một cái đường răng nào trơn á, do bị chói thôi các bạn, không thấy ấy đó, đây nè, không có một cái răng nào trơn á, nên không có cùa rồi. Rồi mình sẽ để thải ra ngoài hết, trứng nào không có cùa mình sẽ thải ra ngoài. Đây, hai trứng này cũng không có luôn các bạn. Các bạn gì kỹ thì không thấy đâu, nó không có cùa nha các bạn. Mình sẽ rọi trứng có cùa cho lại cho các bạn xem. Đây, thêm một trứng gà đây. Đây này các bạn, đó, các bạn thấy đi. Trứng có cùa này đó, đường gân méo này thấy đi không? Rất tốt, đây là cùa rất tốt này các bạn. Đó. Rồi ok.
Đây những cái trứng này gần nửa rồi các bạn, nên mình không có thấy đâu đây. Trứng này gần nửa rồi các bạn. Sắp nửa. Nói chung là tầm 6 đến 7 ngày là mình có thể rọ được một cái trứng nào mà đây cũng có rồi nè. Cái trứng nào mà không có gân máu đó, là trứng đó bị hư chắc rồi. Đây, đây nè, mình thấy rồi nè, đó. Gân nè, đó. Các bạn thấy kỹ không? Đó, rất tốt đây. Rất tốt, gân máu rất tốt các bạn. Đây nữa nè các bạn, đó. Rau mình đã loại bỏ hết những trứng mà không có cua rồi. Đây. Các bạn thấy kỹ. Sao ở ngoài thấy rõ lên các bạn. Đây gân này các bạn nó thấy không? Chưa. Gân này, nó gân méo đây nè. Rồi ok. Thì hôm nay mình hướng dẫn vậy thôi. Mình sẽ đưa những cái trứng kia lên. Ngày 27 1 tất cả các trứng đây nó ra rồi nha các bạn, nó nữa rồi. Ngày 27 mình sẽ đưa lên 3 hết. Ngày 27 28 còn được 4 trứng đây, đúng rồi. Thì đưa trứng 3 trứng này lên. Rồi ok. 3 trứng vịt kia là có một trứng có cuồng thôi các bạn. Còn lại là không có cuồng. Đây, con này nó muốn ra muốn nữa nữa rồi. Rồi ok. Sẽ bỏ cái trứng này lên trên trở lại. Con đây nó nữa rồi. Thôi hướng dẫn cho các bạn xem rồi đó. Các bạn nào thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Giờ mình sẽ đợi lại cho những con gà này được 6 tiếng đồng hồ này. Rồi lấy trước thì mình cũng đã nói với các bạn rồi đó. Các bạn đăng ký kênh của mình thì mình sẽ hướng dẫn từ A tới Z cho các bạn xem thôi. Chứ không có gì hết. Đó. Thôi. Cứ 6 ngày đó là không có cùa thì mình cứ lấy ra ăn thôi. Đây trứng này lấy ra ăn bình thường này, giờ mình cũng lấy ra ăn thôi chứ gì đâu, không có gì hết. Đừng có tiếc trứng là thế này nó hơi cũng phí. Rồi chào tạm biệt các bạn.